quý dương mộc thổ đúng không? Không phải đâu, quý dương mộc thổ cuối ra, quý dương mộc thổ công số không phải đầu xuống ra. Ha lì cách tôi phải sập ra quả đi cách tôi phải sập ra tôi phải sập ra quý dương mộc thổ đi rồi được nó nói như đó là đủ rồi ta ta cúi đầu ta đi tu rồi ngước lên à về núi Linh Sơn là núi tu di ha rồi mô Phật khà ra còn sót lại bao nhiêu cái năm nữa kè ra hết bắt ra cho bà nội coi mấy năm nữa hết rồi hả à, vậy là mấy gút trong lưỡi bắt ra hết chưa vậy ta ra thấy lợn cợn có một cái con sâu gì nhỏ nhỏ trong người lừa họng của người á móc đâu ra coi móc đâu ra đưa bỏ vô cái tay của bà nội này đưa cho đi nè thầy anh xin cảm ạ chào đi tu hoa xì cầm tu đi xem. Ta nói cho nữ nghe, nữ tìm được cái kênh của người ta là tất nhiên bà nội cho loan tỏa ra để mà thế gian hiểu tới đây để hậu cúc. Tới đây là phải quay hết, quay cho khắp cả năm châu bốn bể đều hiểu là cái lực của bà nội tá xuống đây để cứu độ chúng sanh. Không có thế lực nào mà làm cho ngươi phải mắc cỡ hay xấu hổ gì. Nếu mà người sợ xấu thì đừng có tới lâm bà nội. Tới bà nội là nội sẽ so sáng tỏa. Sáng tỏa thì cái ánh hào quang nó chiếu vô cái đầu của các ngươi nè. Ngươi có tâm, có phước, có đức là ngươi hết bệnh. Tới bà nội hết bệnh rồi, ngươi phải xả cái quyền di công đức cho cái YouTube người ta giới thiệu lên cái trần gian này. Nếu mà cho ngươi ở ếch nằm dưới đá giếng miệng giếng thì làm sao có thế gian nào tới đây để nội cứu cho người ta. Ta nói vậy, các ngươi tới đây các ngươi tự suy nghĩ. Ta không ép, nếu các ngươi đủ duyên với bà nội thì các ngươi ở đây thì vẫn còn, nếu là thấy vậy không đủ duyên thì cứ ra về. Nội không có ép các ngươi, mà nội muốn cho cái tâm của các ngươi mở rộng ra hết để nhận cái quyền di bà nội cứu. Hôm nay mình đến đây cũng nhờ cái duyên này, tự nhiên này mới biết đến đây cái duyên này bà nội không cho nó quay bà nội lên. Nó không quay bà nội lên thì nó ếch nằm dưới cái đáy giếng nè. Ai biết được, làm sao con biết được để tới nơi nhận cứu cho con. Mà đâu phải cứu mình con đâu, cứu cả trên cái bốn vùng chiến thực này, mai mốt cứu cả cái bên nước ngoài nó về, nó lỡ tới đây nó năn nỉ bà nội cứu nữa. Thì con cho con ếch này nằm đáy giếng nó dậy thì làm sao cứu được mọi người. Bà nội nói thì để con tự suy nghĩ. Bà nội đây đánh vào cái tâm, cái địa và cái phước của các con. Phá xì, phản trì, pha sĩ cầu lạ, không muốn thì lấy khẩu trang đeo ngang cái mặt ra đi cũng được nữa. Anh chị có gì đâu mà sợ. Mà nội nè, già rồi bà nội, cứ đưa bà nội lên đi. Cho người ta biết bà nội đi ra rồi, có chửi gì chửi bà nội gánh ôm hết. Nhưng con căng là phải, không phải nằm ra ít trong đá giếng, mà con căng phải dùng mạnh lên để chấp hành lực của bà nội rồi về cứu dân độ thế. À, mình cứu dân độ thế thì mình phải hùng mạnh lên thì cái phước và cái đức của mình thì được bà nội tá vô đi độ cho cứu đời. Còn nếu con nhát quá con không dám gì, con thụt có ngày con như con cắm cái thụt cái đầu vô không, con rùa con thụt cái đầu vô không thì con không cứu được người một mảng người nào để làm cái công đức trong mạng này để con trình lên cha trời mẹ đất để sổ con thần sao ghi cho con. Tất nhiên cái bệnh của con còn hành còn nặng dữ nữa, nó hành còn nặng dữ nữa, con phải ra đời chứ. Bởi vì xe du lịch cho rồi tới chợ ngoài kia hết. Thánh Sĩ Cũ Đà Tù mấy niệm.
Có gì không? Đi mà hai ba người tới về rồi về cái người khác vô nó dễ. Sức thật còn là đi xe hơi không chết. Chắp tay lại thôi. Tăng chí phu sĩ sẵn phù đi chí xã phù đi khẩn kỳ vị sĩ sẵn phù đi tất phù sĩ khẩn phù đi xin. Ha chỉ vẫn đủ đi đi và sợ bỏ đá tấp của chỉ cao lũ tán mùi đi chơi gọi sắp bắt đi ha lý phù chỉ sẵn thù vì chỉ tấn tuổi chỉ và sợ bỏ đá tấn của chỉ cần cô chỉ tổ ta quá chín cao lo tả vì chín kia của xa ha phù đi tiến của sắp bả đi và quá sợ bỏ đi kiến kia của xa cô chỉ phù đi tí của sắp bả ta phù chỉ cả chỉ có ra ha chỉ chỉ và chỉ sợ ba chỉ và sợ cần tuổi chỉ sẵn thù và ta tổ cô sĩ sĩ văn thủ sĩ đa phổ tan vũ đi tỷ tạc ấn lệnh phá khỉ ấn lệnh phó khỉ. Vậy hôm nay có tổ đại thần này giữ, bây giờ bà nội cho giữ cái xác nghe rõ chưa? Yeah. Nước mắt dịch lên hồ Phật khánh thi phà bây giờ trong người trong thân này còn cái gì nữa? Súng đạn rồi mang theo nào là vật chất răng nanh gấu ngựa không? Vậy là răng nanh này ở đâu đưa đó tới vậy? Trong cái chi bộ của quyền thất tổ phải không? Hay của quyền thất tổ không? Ừ. Của quyền thất tổ đó bắt người ta nhốt dữ lắm nên giờ người ta phải hành ngược lại, ta tráo trộn lại cho con cháu phải gánh những cái nặng này thôi đúng không? À, vậy là ta quá giải cho của quyền thất tổ này. Hoãn chi cũ là ta phải có giải cho của quyền thất tổ này. Hoãn chi cũ là của quyền thất tổ này. Hãy lắng lắng nghe lời ta dạy. Vị bà nội tên Thiên xuống đây, vị bà nội thấy bà nội như vậy là có đủ năng lượng không? Vậy đủ năng lượng sám hối cho con thì con cúi đầu đi tu đi, đưa quỷ cốc gì đem ra hết đi, rủ nó ra đi, rủ ra, rủ kia ra đi, đừng để cho bà nội đánh. Ha, bà nội đánh, bà nội nói ngọt thì phải nghe ngon. À, ăn ngon phải nghe ngọt, con đi vậy là con đi theo vậy là cho bà nội cho con hưởng trái ngọt để con tu, sau này bà nội chuyển kiếp lưng hầu cho con là được thành Phật, thành tiên, thành thánh, thành thần. Kiếp người thì người giàu sang phú quý, hiểu chưa? Mở phò thì si tận tuổi thì si áo lụa thì không sốt không sốt không vậy. Bước lên bây giờ trong cái môn đăng hộ đối là bà hậu thấy còn một cái chức năng nữa, vậy là có con cỏ bạch này cỏ tinh thì ở đâu đây? Phản chi khả ngã miệng ra đi tu hết rồi, ngã miệng ra ô sĩ cần tùa chi chỉ phản thô phải xa ba sĩ cần rùa ta muốn đi kiếm cỏ xa ha nghĩ tìm cỏ vậy cỏ bạch đi. Có bạch thích lỗ tai vậy nè ha. Ha biết có bạch không? Phá si cần. Rồi bà nội chụp pháp hối cho đi tu hết. Ha, thương hết các bà nội thấy không? À, bà nội làm phước mà cái mấy cái thằng chính quyền ở đây nó bu theo ha. Nó để ý bà nội coi có ăn tiền ăn bạc gì, có ra giá cắt cổ gì ta không nha, có lường gạt không nha. Rồi. Nghiêm chỉnh. Rồi. Các thiên sứ đại mong bay về hướng Tây Nam. Để mà dự kiến hiền lành sám hối ăn năn đi. Han chỉ cầu là buồn chi khiến chia hô chi khánh tù về xin cáo lầu tạc. Rồi thỏ trắng nó đi sao? Ngồi dậy đi cho ta coi coi. Hốt hồn, ngồi dậy tỉnh táo chưa? Han chi mở mắt ra đi. Ô xả ra đó, bắt đầu xả cho ra đó. Han khỉ. Rồi xin bà tổ cô cố tổ đại thần khóa quán nhẹ cho tất cả virus đều đi xả ra cái xác này để về tu núi tu di hết.
Rồi thỏ trắng đi sao? Biết con thỏ đi không? Giờ nó muốn gì nữa? Muốn khai ấn gì nữa? Khai lại đây, chiều rồi ngồi đó hoài. Cửu quyền thất tổ, ai theo đây không? Anh chi đầu cánh tí, đứng dậy tao ra coi, đứng dậy coi. Mở mắt ra coi. Còn con quỷ địch này ở đâu ra đây? Chó không? Phải kiếp chó không? Phải không? Cúi đầu cho bà nào thấy. Le lưỡi ra coi. Chó đó, ra dài ra. Mọc chó, phản chi. Rồi. Mọc chó này nó sủa sao? Chó này, chó mực nè. Sủa sao? Ừ. Rồi, ngồi xuống coi chó, chó mực này sủa sao? Sủa sao? Chó mực nè, cần cái dao này liếc không? Chó mực này nè. Hả? Liếc không? Hắn xì khô lá ba ăn xì xì. Nè, sợ không? Sợ. Chó mực này sợ không? Sợ hả? Cúi đầu xuống. Sợ không? Vậy dòng họ cháu chắc của người á, lâu hết ra đi tu coi. Ra tối đây đi tu. Chắp tay lại mà đậu đi tu nè. Chắp tay lại. Mô Phật. Người tu. Ô sa pa sa. Ô khê pa sa sa phan. Ra đi tu hết. Đi tu hết, si phổ thả khẳng thị phổ xem ta mô đi kỳ tín phổ si cắn tòa ha mô đi tí phổ sẵn ta phổ xem ta phổ xe cắn tòa phổ xe ha mô khi cắn tòa phổ xe ha phổ xin ta phổ xe ta ha phổ xe ta phổ đề ta phổ xe ha lý tí phổ ta phan khí sử phan chỉ xỉu phan chỉ. Con chó nó ra làm sao, nó bò làm sao? Chó đó bò được không? Ha, đợi bà nấu quánh. Nó không biết bò. Nó biết bò hả? Bây giờ con chó nó làm sao nó không biết bò? Giờ này mọc gì đây? Mọc gì? Mọc gì le lưỡi ra nãy đó? Mọc quỷ gì? Quỷ thỏ phải không? Hả? Vô thường phải không? À, bố không có gì hết. Phải bố không? Vậy là cái gì? Đi à? Hả? Đi à? Đi hết hả? Đi đâu? Đi tù. À, đi ra hết chưa? Vậy là cái cơ này của ai đây? Phải đứa con không? Đi giọt máu á, phải không? Đúng. Con trai phải không? Hả? Vậy là mà nội đã cấp trạng cho con rồi phải không? Con học con đổ đến trạng 10 có bằng cấp rồi phải không? Con nhận bằng cấp bà nội rồi, đừng nội cấp cho con đó, đúng không? À, anh chị cả là con phải xuyên khẳng, con phải xuyên sẵn. À, cô đi kì cửa sạc sạc sạc. Giúp mặt đi. Giúp xuống 3 lần, giúp lên 3 lần. Rồi, cùng xuống. Anh chị, các con nằm sắp xuống đây là nội ấy cái ánh chụp. Nằm sắp xuống đây. Lấy cái ngói vô.
Rồi. Ba sĩ còn lô chi sẽ cho cái xin có phát sản của một cái của sân. Ba sĩ tô ta và sản của sĩ sĩ kia có sản. Ba sĩ xả là ba bố sĩ ba. Ba thì khoản sĩ thì khoản pháp của ba bố sĩ. Rồi, mở mặt ra cho nó coi coi. Sáng suốt chưa? Trong người còn nghe nhức mỏi không? Không, hết rồi hả? Vậy là bà nội cho đi ấn lệnh ha. Đứng lên. Bà nội sẽ cấp ấn cho con. Là một cái thằng con trai này, bà nội cấp ấn cho nó đẹp trai, quá thân cho nó thành người đẹp trai lại. Vậy là trong cái trạng bà nội thấy cho chấm cho nó 10 điểm, nhưng bà nội rút lại. Một là rút, hai là tăng. Một là trạng 10, hai là trạng 11, nhưng mà nào giờ chỉ có trạng 10 là hết. Vậy là con muốn trạng 10 hay là trạng 7? Trạng 7. Thích trạng 7 phải không? Trạng 7 ha. Rồi trạng 7 đây là củ quyền nhá. Củ quyền là chứng đắc cho con. Đấy, con về con tá vô cái mạng của con là trạng 7, đúng không? Bà nội khai ấn cho con để ra đời cứu nhân độ thế. Bà nội sẽ cấp con ngựa bạch, ngựa trắng có cánh để con bay. Con là La Hầu La, là sứ giả của bà nội. Một Phật sẵn phu đì. Vậy thì sứ giả này để cho bà nội cấp một cái ấn lệnh là con đi, con ngựa nó nhảy cò cò, nó nhảy sao đâu, đi coi, đi đi sao vậy, ấn lệnh coi chân con có dễ đi không. Khăn hí hí sao, hí bông lạc đồng đen bông sen la cây cưa con ngựa nãy đi kiểu gì vậy, đi cái mạnh lên nhảy cái tay phải sọc sọc lên chứ. Giờ này nó bị yếu. Hả? Giờ này nó bị yếu. Ừ, đây. Tưởng đâu ngựa này nó trèo cây rồi bị rớt xuống gãy xương giò nó hay gì. Rồi, vững mạnh lên chưa? Rồi, vậy con ngựa này đi sao đâu? Khóc con ngựa, ngựa ô, anh khóc cái kiểu quang. Hi 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 ha, anh ta khóc bạc, lục lá đồng đen, bóng sen lá dầm, giấy xương anh giòn khắp, trăng rơi lực học ngồi à. Chẳng đưa ý a à, đưa nàng, anh đưa nàng về dinh, anh đưa chàng về dinh, tiếp theo nàng về dinh. Chứ không có lục lạc này đeo theo hết hả? Mô Phật Ô Sánh Phù Địa Tín Phù Sắp Chí Quy Sĩ Trật. Cười lên cho ta coi. Ha! Cười! Cười khả 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 lên đi. À, cười nữa. Vậy là ta cấp cho ngươi binh lính dạng Lý Trường Thành ha, để cho ngươi cởi ngựa cầm quân ra trận. Ta cấp cho cái phần này của ngươi được là trạng Thái Bình Đông. Thái Bình Đông có nghĩa là dương quốc của ngươi là người Trung Hoa dũng cảm quay hùng. Vậy là đây là Đại Đế Mông Kha Đại Hãn, đúng không? Đại Đế Mông Kha Đại Hãn, đúng không? Hãn Xí Khẩu là Bàn Tí Kiện. Con người nghe nhẹ không? Nước nhẹ, nhẹ nhiều lắm phải không? Và trong người rất là khỏe, đúng không? Đại Đế Mông Kha Đại Hãn là uống nước gì? Uống nước gì? Đại Đế uống nước gì? Uống nước khoáng sản à, được lại hay là uống nước sông? Nước khoáng, nước khoáng. À, uống nước khoáng em. Tức là Đại Đế mà uống nước sông là không được nha. Uống nước yên không? Dạ. Uống nước khoáng là phải không? Vậy mày cầm binh ra chứng khoán bên nhà Trung Quốc này nó sụp đổ dữ vậy. Đại Đế Mông Kha nghe mà đòi hỏi sao mà chứng khoán lúc này bên nước Trung Hoa là bị sụp đổ dữ vậy. Biết không? Không biết hả? Bà nội còn không biết mà sao ngươi biết được. Vậy bà nội nói cho ngươi biết nè. Bà Thiên Hậu này mà mượn cái xác này trước khi bà về đất nước Việt Nam thì cái xác này chào bà nội như thế nào? Chào sao? Chào sao? Quỳ gối xuống.
Bị gì gói xuống. Bị gói xuống. Khoan khoan ni khoan trì. Khoan ra khoan khoan ni. Khoan khoan ni trì khoa. Trì khoa. Phụ giơ tay lên coi. Khoa si khoan răn phụ kha ni. Múa lên. Khai ấn cho ta. Khoa si khoan khoa khán là thua. Khoan si khoan ra phụ khi sang. Khoan thì khi sang đưa cái tay dậy sẽ làm nghĩa đơ. Khoan chi. Quan quan chi khi lẽ lên còn được quan chi quan chi quan chi quan chi quan xưa sa bà sa mô phật vị bà thương hậu. Bà thương hậu dạy cho con lúc mà con bước qua, con là tướng lĩnh ở bên đất Cao Bằng Lạng Sơn, con là tướng kiệt hào quang của nơi nước Trung Hoa, vậy con đứng vậy con đánh cái võ gì, võ thực nào bên nước Trung Hoa hay dùng đó, dùng võ gì đó, võ dùng như vậy nè, cái gì đó hả? Dùng dãy đứng lên coi. Dùng gió sao? Phù sĩ xa khốn đi khi thịt thịt và xa khoản. Các đá cái chân lên. Hoàn sĩ phụ đi cho ta coi. Hoàn sĩ khi trả phụ khi chán thản phụ chi thả. Được rồi. Được rồi. Khán chi giờ đi cái điệu múa Ấn Độ cho ta coi. Điệu múa Ấn Độ á. Không biết không phải không? Rồi không chịu phải không? Vậy là không đúng nghĩa. Vậy là người gốc này là gốc thành quả là lý lạc thượng mã, thượng mã phong. Vậy cái bà thượng mã phong này là bà võ tất thiên, bà cởi con ngựa gì, màu gì, màu vàng màu đen đúng không? Hãy ngựa màu đen coi cho kỹ coi, bà võ tất thiên hả, cùng chung chăn gối với con ngựa màu đen đúng không? Đúng thì mô Phật cho ta. Đúng thì mô Phật. Vậy con ngựa nó đi sao? Nó cầm cương nó đi sao? Nhảy cho ta coi coi. Xác lệnh con ngựa nó đi mạnh lắm nha. Nó là chủng tướng nguyên soái đó. Đi coi, ngựa đi sao? Đi sao? Hí sao? Cái gì mà cái kỳ vậy? Làm ngựa hí á, làm sao? Ngựa hí làm sao? Hí, làm sao ta căng tiếng rồi? À, được rồi, vậy là cúi đầu đi. Mô Phật, chánh soái đại càng, Bồng Lai Nguyên Hãn. Vậy, theo người thấy cái xe mà nó hú còi là chữ thập đỏ đó, nó cứu vớt đồng bào tử nạn chiến sĩ trận dông, vậy là ngươi là sát phàm, nhưng ngươi có cái dông linh con của ngươi là ra đời cứu dân độ thế, là đi cứu vớt các cái dông linh người ta bị ở trần, người ta bị quan hồn ta nặng đó, ta chưa siêu thoát đó. Vậy là bà nội cho ngươi là đi vớt các cái dông linh, bây giờ trong đây có nhiều dông linh là vớt đi, ngươi vớt cho ta đem đi đâu kia cho nó đi hầu về núi Tu Di nó hầu vớt đi. Dứt đi, mồ Phật dứt hết, ôm đi đi, đưa đi. Đưa đi, niệm niệm Phật sao đưa nó đi đi. Nam mô Di Đà Phật. Lấy dòng linh theo bài dẫn hướng tu hành Di Đà Phật. Dạ, sư lượng lại. Bà nội cấp cái ấn thay la địa dẫn và cho con một cái số binh lượng hồng binh của tam quốc đế tam điện muội tam bồ đề, là cấp cho con cái la hầu la để con trừ tà trừ ma diệt quỷ, nghe nói chưa? Ta chỉ sư phật sẵn phật chỉ sư phật rồi phán chỉ đưa tay đây nhà hai tay ra. Bà nội cấp cái ấn lệnh cho con trừ yếu, trừ quỷ, trừ mãn sa tính, trừ bùa lậu ban. Xếp lại. Rồi. Xả hơi ra, hít vô, hả miệng, hít ra vô 3 lần nuốt.
Rồi bà nội giao ấn tất cả mời của quyền thất tổ chánh soái đại càng về giữ cái xác này ha. À, giữ cái xác này bà, đời 3.0 là cái ngôi này định là để cho, để cho phần du dí bề trên là cha ngọc đệ nhà mẹ diêu tri kiếm mẫu, và phần dưới này là cụ quyền thất tổ giữ xác cho ngươi nhá, bà tổ cô nữa nhá. Còn ở dưới đây là quận thần, là tất cả các thùng binh trong cái cụ quyền nhá. Còn từ đây chạy xuống đây là tà không nhá, tà nó vô rồi bắt ấn tam muội đệ đây, ngồi niệm a di đà phật, a di đà phật là nó đi ra, nó ra hết nha, không tá vô cái xác được nhá. Vậy là ta cấp đủ linh cho ngươi rồi. Vậy ngươi đứng dậy ánh chi phụ tử tài này nữa, xả cái tâm ra cho mát phô khí rồi sẽ xác tâm rồi thả vô, nhắm mắt lại thả trà vô con mắt đi, rồi lấy cái khăn chùi để ý vậy đi cho mắt sáng lên, rồi rồi lấy khăn chùi đi. Sáng mắt chưa? Dạ sáng. Khỏe chưa? Dạ khỏe. Rồi, đủ nhiên rồi thì lo về. Yêu cái chú mà.